Nha, tôi sẽ quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio, tiếp tục có video. Ngày hôm nay bên Đặng Tín Audio sẽ có hai chiếc lọc này, hai chiếc lọc hàng xịn, hai u nhá, hàng bãi xịn, hai chiếc lọc thương hiệu của Mỹ hết, nắc thì của Mỹ và ai mắc là thì của Mỹ hết, hàng bãi xịn. Em sẽ bán có mức giá cực kỳ tốt. Còn tóc nhìn hàng còn rất đẹp nhá, tất cả hàng rất đẹp. Còn cái này hàng bãi không để tránh và cái xước đây gọi hơi xước một chút như này, hơi méo một chút này, được chưa? Còn tất cả hàng hàng zin đẹp, nói sẽ nói qua này. Là hai chiếc lọc này nó lại khi vận chuyển nó bị gãy hai cần này, đều hai cần ở đây. Đấy, bác lưu ý này, đây này, nó chỉ gãy tụt vào trong thôi, à gãy mất cái đầu ngoài thôi, còn đây vẫn di chuyển bình thường nhá, được chưa? Đây vẫn di chuyển bình thường nhá. Đấy, hai cái nó để đúng vào hai cái y hệt nhau, được chưa? Còn nó xem qua nội thất nhá, giá cực kỳ tốt cho bác nào muốn sở hữu. Nội thất còn nắc này, hàng bãi cho bác nhìn này, quá chất luôn, sử dụng mình áp suất âm nhá. Quá đẹp luôn. Con này em nó luôn đến bao quá, không hay em không lấy tiền. Những dòng lọc xịn này, đây, con này mắc đây, được chưa? Tất cả bác nhìn này, tất cả đáng đồng tiền luôn, xứng đáng đồng tiền luôn. Tất cả tình trạng zin 100%, hàng em vẫn bảo hành bác 6 tháng, được chưa? Đấy, còn em sẽ nói qua đấy, bác nhìn con nội thất này, nào có biết đủ chất của con lọc rồi. Riêng dòng lọc này bao con làm cả sự kiện du lịch luôn, vì hàng này cực kỳ xịn, rất đẳng cấp luôn. Đấy, mặt mũi còn rất đẹp, được có thể nhìn thấy, còn rất rất đẹp, được chưa? Còn rất đẹp như này, đều là thương hiệu của Mỹ hết. Đấy, em chỉ nói qua là tất cả là tình trạng là chỉ gãy, đây này, gãy mất cái đầu thò ra một chút thôi, còn di chuyển bình thường nhá. Đây, có hai con. Ngày hôm nay em sẽ bán cho các bác này. Giá thường ngày em đang bán, có nào biết con nắc với con ai mắc này, em bán trên thị trường là 2.600.000 một chiếc, nhưng ngày hôm nay bác nào chốt nhá, em bán chỉ có 1.800.000 một chiếc thôi, 1.800.000 một chiếc. Mà ship bác nào lấy con măn lắc hay là con ai mắc thì nhanh tay nhẹ cho em. Tất cả hàng bao zin bảo hành 6 tháng, tặng đầy đủ giấy phép phụ kiện mắc, không thiếu một cái gì. 1.800.000 một chiếc, được chưa? 1.800.000 một chiếc lọc thương hiệu của Mỹ này, em bao zin bao đẹp và bao hay, tất cả sẽ chỉnh sẵn quá luôn. Đấy, bao zin bao đẹp bao hay, 1.800.000 một chiếc lọc này, em bao ship tận nơi nhá. Cơ hội cho bác nào muốn sở hữu này, thực sự cái tầm giá thì có chơi nó quá xứng đáng. Đấy, vì thực sự là con này nó chỉ là tụt, còn là gói vận chuyển nó bị gãy mỗi cái đầu thò ra một chút thôi, còn di chuyển bình thường này, được chưa? Đấy, em bán giá tốt để có chơi luôn. Đấy, các bác mua trên trường không bao giờ dưới con này dưới 2.600.000 luôn, em dám khẳng định luôn. Ngày hôm nay đấy có một gãy mỗi cái chốt này, cái đầu này, em bán có chỉ 1.800.000 một chiếc, 1.800.000 một chiếc nào này, được chưa? Các bác thấy nó xứng đáng chưa? Bác nào chốt nhanh tay nhẹ cho em, duy nhất có hai chiếc thôi. Đấy, cơ hội bác nào muốn sở hữu lọc xịn, bác nào muốn chơi lọc xịn này thì nhanh tay nhẹ cho em, 1.800.000 một chiếc. Hàng tất cả hàng thương hiệu của Mỹ còn rất đẹp, có thể nhìn thấy hàng thương hiệu của Mỹ còn rất rất đẹp, 1.800.000 một chiếc nhá. Bao ship tận nơi, tặng đầy đủ giấy phép kiện bác, không thiếu một cái gì. Hàng này mướt mượt mượt luôn. Đấy, 1.800.000 một chiếc nhá, bao ship tận nơi, được chưa? Có thể nhìn thấy này còn rất đẹp, lắc này, và còn ai mắc, tất cả hàng thương hiệu của Mỹ nhá. Đấy, bác nào chốt thì nhanh liên hệ cho số điện thoại 0916 957808 nhá. Rồi, xin chào các bạn nha.